Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Cách đây một tuần, tức là ngày mùng 8 tháng 9, chúng ta mừng lễ sinh nhật của Đức Maria. Và hôm nay, ngày 15 tháng 9, chúng ta lại mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hai lễ dường như trái ngược nhau. Chúng ta đã ca tụng mẹ là người nữ kiều diễm qua muôn thế hệ. Còn hôm nay chúng ta lại chiêm ngắm sự đau khổ của mẹ. Đức Maria là mẹ của những tâm hồn sầu khổ. Không phải là gió chiều nào che chiều đó, nhưng rõ ràng nếu Đức Maria bị tách biệt khỏi người con thần linh của mẹ là Đức Giêsu Kitô để sống bình yên nơi thôn làng Nazareth, xa khỏi thảm cảnh can vê, thì Đức Maria sẽ chẳng bao giờ thực sự là mẹ của chúng ta. Nếu Đức Maria không phải là mẹ của những người đau khổ, thì Đức Maria sẽ chẳng bao giờ là nguồn vui của chúng ta. Thực vậy, mẹ đã cộng tác với Chúa để cứu độ chúng ta. Mẹ đã hiểu thế nào là đau khổ, nên mẹ đã là mẹ của những tâm hồn sầu khổ. Vì tâm hồn mẹ cũng bị nghiền tán bởi lưỡi gươm đâm thấu lòng mẹ. Thập giá mẹ mang không nhất thiết phải vác trên vai, nhưng mẹ mang nó trong trái tim. Trái tim càng đong đầy yêu thương thì càng nhạy cảm với khổ đau. Đau khổ của mẹ thẳm sâu đến nỗi mẹ được gọi là nữ vương các thánh tử đạo là như thế. Thứ đến, Đức Maria là người mẹ can trường. Bài phúc âm hôm nay mô tả dáng đứng anh hùng và can trường của một bà mẹ. Bão tố khổ đau kéo dài cả buổi chiều hôm ấy ở núi Sọ không làm mẹ ngã lòng. Mẹ vẫn đứng thẳng, Thánh Gioan viết như thế. Ngày xưa bà Eva đã đứng dưới một gốc cây mà không qua nổi cơn cám dỗ, nên đã ngã quỵ và lẩn trốn dưới những lùm cây. Còn ở đây, Đức Maria, Eva mới, cũng đứng dưới cây thập giá, nhưng mắt đăm đăm nhìn lên đấng chịu đóng đinh. Mới hôm nào ở Nazareth, lời truyền tin đến từ miệng thiên thần rằng mẹ sẽ sinh con đấng tối cao. Còn hôm nay, lời truyền tin đến từ thập giá, nhưng qua chính miệng Thiên Chúa: Này là con bà, và này là mẹ con. Chúa Giêsu gọi mẹ Ngài là bà, chứ không gọi là mẹ, để chứng tỏ rằng từ nay, người sẽ là mẹ chung của cả nhân loại mà Gioan là đại diện. Cứ bề ngoài mà xét, thì đây là một cuộc trao đổi nghèo nàn. Gioan, một môn đệ, được thay cho một tôn sư là Giêsu, đang làm mẹ đấng tạo hóa, bây giờ quay ra làm mẹ một đạo vật.
đúng là Gioan, con của Giê-bê-đê, đã thay cho con Thiên Chúa. Nhưng Đức Maria đã đón nhận với lòng biết ơn. Đức Maria đã hiểu rằng như ở Bethlehem người đã trở nên mẹ Thiên Chúa, thì người cũng cần có mặt tại Can-vê để trở nên mẹ của nhân loại. Như ở máng cỏ, người đã sinh hạ đấng là thủ lãnh ơn cứu độ, thì bây giờ ở thập giá, người cũng phải sinh ra các chiến hữu của vị thủ lĩnh đó. Đúng là một bà mẹ đã ra trận, đã có mặt ở ngoài trận địa, nơi sự sống chết ác liệt giao tranh. Ồ, cũng chỉ vì mẹ đã yêu thương con của mẹ là Thiên Chúa, nên mẹ cũng thương mến chúng ta vì thánh ý của Thiên Chúa muốn cứu độ chúng ta. Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên mẹ và ở lại với Chúa Giê-xu cho đến chung cục của cuộc hy tế. Con người chúng ta dễ rời bỏ thập giá, chúng ta chỉ chịu đóng đinh nửa vời và bất nhẫn đi tìm giải khuây, khi những chiếc đinh vẫn chưa đóng chặt chúng ta vào thập giá Chúa. Sáng thức dậy, chúng ta quyết tâm đủ điều, nhưng đêm về lại cháy túi, vẫn chỉ dâng cho Chúa hai bàn tay trắng. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng cứ nép bóng mẹ từ bi mà đến với Chúa và ở lại với Chúa.